Trông nhìn kìa con, hôm nay trời đẹp ghê. Cũng đã lâu rồi kể từ ngày bố mất, mẹ mới quay trở lại Đà Lạt. Đẹp thật đấy mẹ. Lần đầu con được thấy cảnh đẹp như vậy. Đà Lạt đúng là thành phố mộng mơ. Mẹ biết các con rất thích khám phá. Từ lâu mẹ đã muốn cho các con lên đây rồi, nhưng mà chưa có dịp. Lần này cả nhà mình mới có thời gian đi chơi xa cùng nhau. Trùng nhớ để ý em nha con. Nghe bạn con bảo Đà Lạt có nhiều chỗ chơi lắm. Con sẽ dẫn mẹ và em đến thăm vườn hoa Đà Lạt. Sau đó chúng ta chơi đập vịt ở hồ Xuân Hương. Em có thích không Thảo? Dạ thích. Mình sắp đến cho anh hai. Em muốn đi đập vịt. Trời ơi, sắp đến rồi. Qua ngọn đèo này là đến thôi. Anh đang chạy nhanh cho kịp nè. Trung, chạy chậm thôi con. Đường đèo nguy hiểm lắm. Con chưa quen đường đâu. Trời ơi, mẹ và em cứ yên tâm. Sao đài hôm nay nghe đè đè vậy ta? Vừa mới nghe dự báo thời tiết đây mà đã mưa đến rồi. Xui ghê. Con gái đừng sợ, có mẹ ở đây để mẹ lấy gấu cho con chơi. Trung ơi, con có thấy gấu của em để đâu không con? Em ngoan đi, qua ngọn đèo này là đến rồi. Con để đằng sau ghế trái đâu. Mẹ phải nói thêm. Cậu tỉnh rồi à? Cậu có còn thấy đau ở đâu không? Đây là ở đâu? Tôi đang ở trong bệnh viện à? Mẹ, mẹ và em gái tôi đâu rồi? Cậu đang bị chấn thương, không được cử động mạnh. Cậu cứ nằm yên, bác sĩ điều trị. Mẹ và em gái của cậu không sao, mọi người vẫn ổn. Không, không thể nào. Rõ ràng mình đã thấy có ai đó bắt bé Thảo đi.
Mình phải đi tìm mẹ và bé Thảo. Mình không thể nằm đây mãi được. Cô cho tôi hỏi, cô có thấy mẹ và em gái tôi đâu không? Em gái tôi tầm 8 tuổi. Mẹ và em cậu tên gì? Mẹ tôi tên Hiền. Em gái tôi tên Thảo. Xin lỗi, tôi không thấy thông tin người cậu cần tìm ở đây. Cậu đi xung quanh tìm thử xem. Cô tìm kỹ lại được không? Họ nhập viện cùng tôi vào tối hôm qua. Tôi không thấy tên họ trong sổ nhật ký. Chắc là chưa có người thân đăng ký thông tin. Cậu đừng làm phiền tôi nữa. Vâng, cảm ơn cô. Tôi cần vào khám cho bệnh nhân. Mau mở cửa. Vào đi bác sĩ.
khốn nạn. Tìm trong hang nó, mau lên. Dạ cho hỏi, đường này đi thẳng đến ngôi miếu trên đèo Bren phải không cô? Đúng rồi, cậu lên đó thắp hương à? Dạ không, cháu đang đi tìm người thân. Chỗ đó có nhiều vụ tai nạn hay sao cô? Cậu vào trong lấy giúp tôi ấm nước, rồi tôi kể cho. Cậu đã tìm thấy chưa? Dạ đây à. Chỗ đó khoảng mấy năm trở lại đây hay xảy ra tai nạn nên người ta phải lập cái miếu thờ. Nghe đồn có ma nữ mặc váy trắng hay xuất hiện vào ban đêm, làm ai cũng khiếp sợ. Váy trắng, tóc dài, phải không cô? Đúng rồi, bác nghe người ta đồn oan hồn đó bị xe tông chết, máu me dính khắp người. Từ đó khu vực này vắng hẳn, ta buôn bán cũng khó khăn. Có lẽ nào? Thôi, cháu phải đi ngay đây. Cháu chào bác.
Sao cậu lại ở đây? Cậu đang bị thương mà. Em không sao. Mẹ và em gái của em đâu? Tôi có chuyện này muốn nói với cậu, nhưng cậu phải thực sự giữ bình tĩnh. Em gái của cậu đã không qua khỏi. Không thể nào. Còn mẹ của cậu vẫn đang mất tích. Có vẻ như bà ấy đã rơi cùng chiếc xe xuống vực. Chúng tôi đang cho lực lượng tiếp cận hiện trường để tìm bác gái. Không, không phải. Anh nói láo. Thi thể này không phải là của em tôi. Tôi đã thấy bé Thảo bị ai đó kéo đi. Em ấy chưa chết. Không thể nào. Cậu bình tĩnh nghe tôi nói. Đội pháp y đã xác minh đó là thi thể của bé gái tầm 8 tuổi. Trên người vẫn còn... Không, điều này không thể nào xảy ra. Chắc chắn mẹ và em tôi vẫn còn sống. Bây giờ cậu đi theo tôi về trụ sở cảnh sát để lấy lời khai. Tôi sẽ giúp cậu làm rõ mọi chuyện. Không, bỏ tôi ra. Tôi phải đi tìm mẹ và em gái. Họ đang lạc đâu đó trong rừng này. Này cậu kia, dừng lại. Khu vực đó rất nguy hiểm. Thank you.